Trung tâm Điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Buổi trưa ngày hôm nay anh Phương đang được đón một các bác khách hàng bên Bắc Giang, chưa có biết tên nhỉ, về với Trung tâm Điện tử Anh Phương để test và khẳng định giữa việc sử dụng đầu giải mã DAC X7 với việc không sử dụng đầu giải mã, xem là chất lượng âm thanh nó như thế nào. Hay hơn đúng không? Hay hơn. Đúng rồi, qua đầu giải mã nó mới hơn ấy. Bởi vì đầu giải mã nó chính là một cái máy lọc. Nó cũng giống như là một cái máy lọc tất cả những giải tần âm thanh, nó được chất lọc giống như là cái bể nước của chúng ta hay cái máy lọc nước của chúng ta. Nó chỉ cho những dòng nước trong, ngọt ngào, mát mẻ đi qua. Chứ còn những cái cặn bã, những cái đục và những cái vi khuẩn đấy nó sẽ được chất lọc lại. Thì xin thưa các bác là con máy giải mã DAC X7 này cũng tương tự như vậy. Nó sẽ có tác dụng là lọc toàn bộ những cái âm thanh, những giải tần tốt nhất. Tiếng bass cảm thấy nó mềm mại hơn và nó có cái độ sâu hơn so với này không sử dụng. Còn tiếng tép thì nó nảy hơn rất nhiều, rất nhiều ạ. Đây là những bằng chứng sống và là những bác khách hàng cũng rất là chân thành đã test và phát biểu một cách là công khai về chất lượng cũng như là về cái việc sử dụng hay không sử dụng đầu giải mã DAC. Hay hơn đúng không? Mà bác tên là gì, em chưa biết tên ấy. Bác thì Lục Ngạn. Bác gì ạ? Kỳ Lục Ngạn. À, bác Kỳ Lục Ngạn. Bác Kỳ Lục Ngạn phát biểu là hay hơn anh ạ. Hay hơn. Và đấy, có hai bác đều ngồi nghe và bác thứ hai phát biểu nè, trong đầu ACAC nghe hay hơn không? Hay hơn. Hay hơn ạ. Bác Hùng. Bác Hùng. Đấy là hai bác hay hơn đúng không? Hay hơn. Em nghĩ là hay hơn là đúng, bởi vì không phải tự nhiên mà bỏ ra hơn 3 triệu đồng mà mua một cái máy giải mã mà nó lại không có tác dụng thì em nghĩ rằng là nó cũng không phải ạ. Thực ra các bác mua một cái đầu gọi là cái cục gọi là giống như cái hòm diêm đấy để chuyển đổi cổng quang ấy, thì nó đã mất hàng hơn 100.000 đến 250.000 rồi. Trong khi đó cái cục đấy thì nó không ổn định và chất lượng âm thanh nó rất là xấu, nó hỏng liên tục, những cái hàng đấy nó không có hàng xịn. Cho nên là nếu như mà các bác mua thêm cái đầu giải mã này thì nó cũng giống như nó hay hơn nhiều chứ. Mua một cái đầu giải mã thì thực ra là chất lượng âm thanh nó hay hơn rất nhiều. Đúng rồi, cái đấy này nó không có tác dụng mấy, bởi vì cái đấy thì nó chỉ chuyển đổi thôi. Tức là cái này nó hay hơn nhiều. Nó có chức năng chuyên về giải mã âm thanh. Hàng này sản xuất trực tiếp bên Trung Quốc, tem quản lý chất lượng. Và một lần nữa xin cảm ơn hai bác đã đến với Trung tâm Điện tử Anh Phương để test cũng như là một cái lời khẳng định về chất lượng cũng như việc khuyên dùng nên sử dụng đầu giải mã nếu các bác có điều kiện. Một lần nữa thay mặt Trung tâm Điện tử Anh Phương xin cảm ơn anh em và cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ và đặt hàng tại Trung tâm Điện tử Anh Phương. Xin chào tạm biệt các bác.